Kính thưa quý khách hàng, thì hôm nay chúng tôi video này chúng tôi lại giới thiệu đến quý vị một bức tranh chữ phúc với kích thước là vuông 61 cm và bằng gỗ hương đỏ Nam Phi đã được chúng tôi sơn PU hoàn chỉnh và dát vàng. Cái từ sơn PU rất nhiều khách hàng hình như là dị ứng, bởi vì là cứ nghĩ là nó đặc như nhựa này, đúng không ạ? Đây chúng tôi là sơn bóng quý vị nhá, sơn bóng mà không màu, gỗ là vân tự nhiên này, vân vẫn tự nhiên. Chúng tôi lót 3 nước sau đó là sơn bóng không màu, tức là phủ bóng, bóng không màu đấy, bóng mờ không màu viện, và gỗ là vẫn giữ nguyên cái mặt gỗ, vẫn giữ nguyên cái chất gỗ, đúng không ạ? Thì vân gỗ, gỗ như nào thì vẫn giữ nguyên như vậy. Nó là cái chất liệu nó gọi là PU, chứ không phải là sơn như là sơn nhà hay sơn nhựa mà nó mất hết cả vân đâu, đúng không? Sơn gỗ này nó đặc chủng riêng của sơn gỗ là cái loại sơn bóng. Sơn bóng thì trong quá trình đó thì chúng tôi phải sơn nót rất là nhiều nước, tức là sơn nót phải 3 lần. Đấy, phải lót 3 lần sau đó thì mới là sơn bóng lên, thì cái độ bóng nó mới bóng được. Đấy, chứ không thì nó sẽ nổi gai lên, nhìn nó rất là xấu và sờ nó không được mát tay, đúng không ạ? Đấy, khi hoàn thiện lên thì chúng ta sờ nó phải mát tay như thế này. Đấy, nó phải trơn, ruồi bậu nó phải ngã ngửa ra thì mới được. Đấy, đúng không ạ? Trơn, nhẵn, phải lót 3 lần sau đó mới sơn bóng, đúng không ạ? Và gỗ là chúng tôi là gỗ nào thì màu đấy, đúng không ạ? Quý vị có thể xem ở trên kênh của chúng tôi rất nhiều loại gỗ, thì gỗ nào thì chúng tôi giữ nguyên cái màu gỗ đó, chứ không phải chúng tôi phun đặc màu vào, đúng không ạ? Đấy, gọi đặc như thế này, không biết đằng sau nó là cái gì, đúng không ạ? Tấm này đằng sau nó là tấm alu, thì dán vào cái miếng bìa đỏ này như này thì nó đằng sau không biết nó là cái gì nữa, đúng không ạ? Hoặc như là chúng ta dát vàng lên như này, đúng không ạ? Thì chỗ này chúng ta sẽ không còn nhìn thấy cái mặt gỗ như này nữa, mặc dù là cái phần vàng đấy nó rất mỏng. Đây chúng tôi sẽ lấy cái lá vàng để cho quý vị xem, đúng không ạ? Đây là cái lá vàng của chúng tôi. Cái lá vàng của chúng tôi nó mỏng như thế này, đúng không ạ? Quý vị thấy cái lá vàng kia, nó chỉ là 1/10 của một gem thôi, đúng không ạ? Mỏng, chúng ta nhìn có thể nhìn xuyên qua. Đây, cầm cái lá vàng có thể nhìn xuyên qua, nó mỏng như tàn thuốc lá, đúng không ạ? Gió nhẹ thôi là đã bay rồi. Đấy, cầm là nó đứt luôn, rất khó cầm. Đây quý vị thấy không ạ? Nhìn xuyên qua đấy ạ. Quý vị nhìn thấy xuyên qua chưa? Đấy, nhìn thấy cái phần chữ phúc chưa? Cái phút bóng bóng ấy, quý vị thấy không ạ? Đấy, nó mỏng như vậy. Và cái chữ này của chúng tôi cũng là đục liền như thế này nhá, gỗ là liền nguyên khối. Đấy. Và một chữ như này thì chúng tôi bán nó vào 900k, tức là 900.000 đồng, và bao vận chuyển toàn quốc quý vị nhé. Chúng tôi sẽ đóng gói cẩn thận và gửi qua bưu điện tới cho quý vị. Số điện thoại của chúng tôi là 0975 940 966. Quý vị có thể kết bạn Zalo, Facebook, chúng tôi gửi hình ảnh thêm. Và địa chỉ của chúng tôi rất cụ thể là Đại Nghiệp Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Xin trân trọng cảm ơn.